Tiểu thuyết Sappho, tác giả Alphonse Daudet, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. Nhờ phép lạ giữ gìn trật tự nào đấy, mọi thứ đều ngay hàng thẳng lối như chính cô. Nhưng mỗi lần săn nghĩ đến Castellet, thì chàng lại ngước mắt lên bức hình có những ánh phản chiếu nhàn nhạt, có ánh sáng nhạt nhòa. Gương mặt đầu tiên được gợi ra, cái tên đầu tiên được nói ra chính là Divonne, cô thôn nữ có tấm lòng quảng đại mà chàng thấy ẩn giấu đằng sau vẻ cao quý và giúp cô đứng vững nhờ nỗ lực ý chí của cô. Tuy nhiên từ vài ngày nay, từ khi chàng biết tình nương của mình là ai, chàng tránh nói ra cái tên đáng kính ấy trước mặt nàng, cũng như mẹ và những người thân của chàng. Ngay cả tấm ảnh chàng cũng ngại nhìn, nó được dời chỗ đánh lạc hướng trên tường, phía trên giường của Sappho. Ngày kia khi trở về ăn tối, chàng chợt thấy ba bộ đồ ăn thay vì hai. Hơn nữa còn thấy Fanny đang chơi đánh bài với một người đàn ông nhỏ thó mà ban đầu chàng chưa nhận ra. Nhưng khi ông quay lại với cặp mắt sáng như dê cái cuồng điên, cái mũi chinh phục rám nắng như búp bê, đầu hói và sâu sậm của chú César, nghe cháu mình la lên, ông trả lời mà không bỏ bài xuống. Cháu thay đây, chú không buồn chán, chú đang chơi bài với cháu gái của ông ta, và rằng xưa nay giấu rất kỹ mối quan hệ này với mọi người. Sự thân thiện này khiến chàng không vui, mà mọi việc cho César nói ra khe khẽ trong khi Fanny ra dọn bữa ăn tối. Ta khen ngợi cậu dốc, cặp mắt cánh tay, một vị vua tuyệt trần đời. Chuyện đó càng tệ khi ở bàn ăn thì Fena là cái ông tốt bụng đến thăm nàng thường xuyên, còn chưa ai nhận ra chuyện đó ngoài thím của chàng. Và bà chỉ nói để quyết định cho chú đến đây tham khảo ý kiến Bouchereau về người đàn bà đáng thương mà trước đây ông ấy đã chăm sóc. Trong gia đình chú có ai bị điên chưa? Fanny hỏi, dáng vẻ đạo mạo và nghiêm túc, dáng vẻ kiểu La Guarnieri của nàng. Không bao giờ có, Fena nói với một nụ cười ma mảnh, nhíu đến tận thái dương. Chỉ có chú hơi khùng khùng thời trai trẻ, nhưng cơn điên của chú không làm phụ nữ phật ý, và chú không cần gia mình. Răng nhìn họ chán nản, phiền muộn vì tin tức buồn thảm, phối hợp với một nỗi khó chịu bức bối khi nghe người đàn bà này nói về mẹ chàng, về sự tàn tật do tuổi tác nguy kịch của bà. Với ngôn ngữ tự do và kinh nghiệm của một cô gái làng chơi, khuỷu tay đặt trên khăn vàng và cuộn điếu thuốc lá. Và người kia ba qua không kín đáo, buông lời nói ra những bí mật sâu kín nhất trong gia đình. À, những cây nho hư hại từ lâu, chính trang trại cũng chỉ còn phân nửa của những gốc nho bị ăn mòn, và người ta chỉ giữ lại phân nửa này bằng phép lạ khi chăm sóc từng chùm nho một, từng hạt như những đứa bé bệnh hoạn, với thuốc men đắt giá. Điều khủng khiếp là ông lãnh sự vẫn ngoan cố trồng những gốc nho mới bị sâu tấn công, thay vì trồng cây ô liu, cây bạch hoa, cả mảnh đất tốt vô ích phủ đầy dây leo đỏ quạch và sần ruồi. Mai thai César có vài mẫu đất bên bờ sông Rhone ngập nước, một sự phát hiện tuyệt vời chỉ được áp dụng ở các khu đất thấp. Đã có một vụ thu hoạch tốt động viên ông, một loại rượu vang không quá nóng, rượu vang ớt, như ông lãnh sự nói một cách khinh miệt. Nhưng Fena cũng cứng đầu, và với 8.000 quan của cuộc Bobes, ông sắp đi tìm Pipulet. Cháu biết đây, cậu bé, hòn đảo đầu tiên trên sông Rhone, trên triền Apriger, nhưng điều này giữa chúng tôi thì phải không ai ở Castellet ngờ được. Cả Divonne cũng không sao, thưa chú, Fanny hỏi và mỉm cười. Nghe tên của vợ mình, mặt Fena ướt đẫm. Ôi Divonne, chú không làm gì mà không có cô ấy. Giả lại cô ấy tin vào ý tưởng của chú và sẽ rất sung sướng nếu César tội nghiệp của mình làm giàu cho Castellet sau khi đã bắt đầu khai thác mỏ này. Răng run rẩy, có phải ông sắp xưng tội kể câu chuyện giả tạo thảm khổ đó? Những người Provence rất âu yếm đối với Divonne, bắt đầu nói về bà, về hạnh phúc bà mang lại cho ông. Điều đó thật đẹp, được xây dựng thật chắc chắn. Này cháu gái, cháu cũng là đàn bà, cháu phải biết điều đó. Ông đưa cho nàng một tấm thiếp chân dung rút từ trong ví ra và không bao giờ rời khỏi ông. Nghe giọng điệu tôn kính của Sang khi nói về thiếp mình, về những lời khuyên đầy tình mẫu tử của bà nông dân, viết bằng một tuồng chữ lớn, hơi sung, Fanny hình dung ra một thôn nữ đội khăn mỏ quạ dùng Saint Eois. Và rất ấn tượng trước gương mặt có những đường nét thuần khiết, được soi rọi bằng một chiếc nón trắng, dọc dáng thanh lịch và quyển chuyển của một phụ nữ 35 tuổi. Sự rất đẹp, nàng nói và cắn môi với một âm điệu đặc biệt, và là một cây cột trừ chống đỡ trong nhà. Ông chú nói rất coi trọng hình ảnh này. Rồi người ta đi ra ban công sau một ngày nóng nực, quầy rượu ở hàng yên vẫn còn cháy bỏng.
Trong đám mây xa, có một cơn mưa phùn rơi xuống tưới mắt rượi không khí. Rêu vang vui tươi trên mái nhà, văng tung tóe trên vỉa hè. Paris cười rộ với làn sóng nước và dòng người đông đảo, xe cộ, cả những tiếng rì rào dâng lên làm cho người tỉnh lẻ ngất ngây, lay động trong cái đầu trống rỗng và hay thay đổi của ông ta như một tiếng nhạc ngựa. Những tiếng gọi thời thanh xuân và một kỳ lưu trú dài 3 tháng của ông khoảng 30 năm trước ở nhà ông bạn cụ Bobes. Một đám cưới tuyệt vời các cháu à, một chặng đường tuyệt vời làm sao, và họ vào Prado vào một đêm giữa mùa chai. Cụ Bobes quá trang thành một quý ông thanh lịch, bà Magnus, vợ ông ta, thành một cô ban ca khúc. Một màn quá trang mang lại may mắn cho họ, vì bà ấy đã mở một quán cà phê ca nhạc nổi tiếng. Còn ông ta là ông chủ, kéo theo một á chân diện mà người ta gọi là Pelican. Và tư tỉnh lại, ông cười, miệng ngoác lên tận thái dương, hát khe khẽ những điệu khiêu vũ, quàng qua người cô cháu gái để bắt nhịp. Lúc nửa đêm, khi ông rời họ để về khách sạn Cusas, khách sạn duy nhất mà ông biết ở Paris, ông hát tràn giọng ở cầu thang, gửi những cái hôn cho cô cháu gái đang soi đường cho ông và hét lên với răng, cháu biết đây, hãy coi chừng. Ngay khi ông đã đi, Fanny có dần trán hơi nhíu lại vì lo âu, nhanh chóng vào phòng vệ sinh và qua cánh cửa vẫn còn hé mở. Trong khi Sang đi nằm, nàng bắt đầu nói bằng giọng hầu như vô tư, anh nói xem, bà ấy rất xinh, thím của anh đấy, điều đó không làm cho em ngạc nhiên nữa nếu anh nói về bà rất thường xuyên. Chắc anh đã từng muốn cắm sừng lên đầu Ophelia, chàng phản đối thật bực tức. Divon, người mẹ thứ hai đối với chàng, người mà hồi chàng còn nhỏ xíu đã chăm sóc chàng, mặc quần áo cho chàng. Bà đã cứu chàng khi chàng mắc bệnh, giúp chàng thoát chết. Không, không bao giờ chàng bị cám dỗ làm một điều vô lương như thế. Nào nào, giọng inh ỏi của người đàn bà lại nói tiếp. Nàng ngậm trong cài tóc giữa răng, anh không thể làm cho em tin rằng với cặp mắt đẹp đó và cây cột trụ chống đỡ như lão ngốc đó nói, địa vờn của ông ta lại không có khác giọng gì. Bên cạnh một cậu nhóc tóc vàng, làn da mịn kiểu con gái như anh đây. Anh thấy không, những bờ sông Rhone hay nơi nào, chúng ta cũng như nhau thôi. Nàng nói với chàng một cách chất mẩm, tưởng rằng toàn thể giới tính của mình dễ dàng có những ý thích thất thường và bại trận trước những thèm muốn. Chàng thì tự vệ nhưng bối rối, chất vấn những hoài niệm của mình. Tự hỏi liệu có bao giờ một cái đụng chạm ve vút vô tội có thể cảnh báo chàng về một mối nguy hiểm nào đó. Và dù không tìm thấy gì cả, tình cảm trìu mến trong trắng của chàng vẫn bị xúc phạm. Hòn ngọc chạm thuần khiết bị một chiếc móng tay cào xước. Này, nhìn xem, chiếc nón ở xứ Anh, trên mái tóc đẹp của nàng, tết thành hai dải băng đu dài. Nàng đã ghim lên một chiếc khăn tròn màu trắng, bắt chước rất giống với chiếc nón xứ Catalon, chiếc mũ trùm ba mảnh của các cô gái dùng Châteauneuf, và đứng thẳng trước mặt chàng. Trong những nếp gấp màu sữa của chiếc áo ngủ dải batiste, cặp mắt cháy bỏng, nàng hỏi chàng, em có giống Divon không? Ồ không, không chút nào, nàng chỉ giống với chính mình trong chiếc mũ trùm nhỏ, gợi nhớ đến chiếc mũ kia, chiếc mũ ở Saint Lazare khiến cho nàng rất xinh. Người ta nói khi nàng gửi cho tên tù khổ sai một nụ hôn từ giã ngay giữa tòa. Đừng buồn, bạn yêu, những ngày tươi đẹp sẽ quay trở lại. Và kỷ niệm ấy khiến cho chàng khổ sở nhiều đến nỗi, ngay khi tình nương đi ngủ, chàng tắt đèn nhanh để không nhìn thấy nàng nữa. Ngày hôm sau, rất sớm, ông chú đến đập cửa, giơ cao chiếc can thét lên, ôi, các bé cưng, với giọng điệu hoạt bát và bảo bọc, như cụ bố bé thở xưa khi ông này đến tìm chú trong vòng tay của Pelican. Ông có vẻ còn kích động vì ngày hôm trước, khách sạn Cusas chắc vậy, với 8.000 quan gấp trong ví của ông. Tiền của khu đất Pipulet, nhưng ông có quyền đem vài louis đi giải khuây để tặng cháu gái ông một bữa ăn trưa ở thôn quê. Còn Bussero, cháu trai ông nhận xét, vì không thể lỡ việc làm ở nội các hai ngày liên tiếp, thỏa thuận rằng người ta sẽ ăn trưa ở Champs-Élysées và hai người đàn ông sẽ đi sau khi khám bệnh. Đó không phải là điều mà Fina đã mơ, để Saint-Cloud mặc đồ lớn, rượu champagne đầy xe, nhưng bữa ăn dù sao vẫn đáng yêu trên hàng hiên nhà hàng rợp bóng mát của những cây keo và cây sơn Nhật Bản, có hòa âm ồn ào của một buổi tập vợt ban ngày ở quán cà phê ca nhạc lân cận băng qua. Césaire rất ba hoa, rất lịch thiệp, trổ hết tài duyên dáng để làm cho cô gái Paris lóa mắt. Ông ta bắt hồn các cậu trai, khen ngợi đầu bếp, làm nước sốt kiểu cố xe bột, và Fanny cười một tràng ngốc nghếch và miễn cưỡng, ngớ ngẩn như ở phòng riêng khi cố xe phiền lòng.
cũng như sự thân mật được thiết lập giữa ông chú và cô cháu gái đã qua mặt chàng. Người ta có thể nói đó là những người bạn độ tuổi 20. Fena rất yêu thích những loại rượu vang tráng miệng, nói về Castellet, về Divon và về cậu bé săn của mình. Ông sung sướng khi biết chàng ở với nàng, một phụ nữ nghiêm túc ngăn chàng làm những điều ngốc nghếch, và về tánh tình hơi u ám của chàng trai, cách dễ thu hút chàng. Ông cho nàng những lời khuyên như một cô dâu trẻ và dỗ tai, lưỡi trĩu nặng, mắt tắt ngấm và ứ ướt. Ông hết sai ở chỗ Bouchon, 2 tiếng đồng hồ chờ đợi ở tầng 1 tại quảng trường Văn Đôm. Trong các phòng khách lớn ở đây, cao và lạnh giá, có một đám đông lặng lẽ như cồng kềnh. Lo âu là địa ngục của nỗi đau mà họ phải vượt qua liên tiếp ở các câu lạc bộ, đi từ phòng này đến phòng khác, cho đến phòng khám của nhà bác học danh tiếng. Bouchereau có trí nhớ diệu kỳ, nhớ rất rõ về bà Gossin đã đến thăm bệnh ở Castellet 10 năm về trước lúc bà bắt đầu bị bệnh. Ông kể lại các giai đoạn khác nhau, đọc lại các toa thuốc cũ và lập tức trấn an 2 người đàn ông về các tai biến não vừa mới xảy ra, và ông gán cho việc sử dụng một số loại thuốc. Trong lúc ông bất động, cặp chân mày to cúi xuống trên cặp mắt ti hí và sục sạo, ông viết một bức thư dài cho đồng nghiệp ở Avignon. Ông chú và cậu cháu trai lắng nghe, nín thở, tiếng ken két của ngòi bút, theo họ. Chỉ riêng nó đã che phủ hết tiếng rì rào của Paris qua lệ. Và thình lình xuất hiện trước mắt họ là quyền năng của một bác sĩ thời hiện đại, là một linh mục kiểu mới, được cực kỳ tin tưởng trong niềm mê tín dị đoan vô địch. César rời khỏi phòng khám nghiêm túc và nguội lạnh. Chú sẽ về khách sạn dọn hành lý. Không khí ở Paris rất tệ đối với chú. Cho thấy không, cậu bé, nếu chú ở lại, chú sẽ làm những điều ngốc nghếch. Tối nay chú sẽ đáp chuyến xe lửa lúc 7 giờ. Cho chú xin lỗi cháu gái nhé, rằng không giữ ông lại, sợ tính tình trẻ con của ông, tính nhẹ dạ của ông. Và ngày hôm sau, khi thức dậy, chàng tự khen mình đã biết cách đưa ông về dưới sự canh chừng của Divon. Khi người ta thấy ông xuất hiện, mặt nhàu nhĩ, quần áo xộc xệch. Chúa lòng lành, chú à, chuyện gì xảy ra vậy? Ngồi sụp trong một chiếc ghế bành, thoạt đầu không nói gì cũng không cử động. Nhưng dần sinh động lên, ông chú thú nhận đã có một cuộc gặp gỡ vào lúc đến nhà của Bobes. Bữa ăn tối quá thịnh soạn, 8.000 quan đã mất sạch trong một sòng bạc, không còn một xu, không còn gì cả. Làm sao mà trở về đó, kể hết mọi sự với Divon, và còn mua Bibolet nữa. Bỗng nhiên, lên cơn mê sản, ông đưa tay bịt mắt, những ngón tay cái bịt chặt lại và la hét khóc lóc, xúc xiền, con người miền Nam chửi rủa mình, biểu lộ nỗi hối hận bằng cách xưng tạo toàn bộ cuộc đời mình. Ông là nỗi tủi nhục và bất hạnh của người thân. Hạng người như ông trong gia đình thì người ta có quyền hạ gục như những con sói. Nếu không có sự độ lượng của người anh thì ông sẽ ra sao? Sẽ vào tù khổ sai như bọn cướp và bọn làm tiền giả. Chú à, Gossin cố gắng nói rất khổ sở, ngăn ông lại. Nhưng người kia sẵn sàng mù quáng và điếc đặt, khoái trá vì được công chúng chứng kiến tội ác của mình, được kể lại đến từng chi tiết nhỏ, trong khi Fanny nhìn ông, vừa thương hại pha lẫn ngưỡng mộ. Ít ra ông là kẻ đam mê, kẻ đốt trụi hết như nàng vẫn yêu, và lay động trong tâm can một cô gái tốt, nàng tìm cách để giúp ông. Nhưng cách gì, từ một năm nay nàng không gặp ai nữa, rằng thì không có mối quan hệ nào. Hình là một cái tên chợt nảy ra trong tâm trí nàng. Chắc lúc này ông ta đang ở Paris, và đó là một chàng trai rất tốt. Nhưng anh không quen ông ta lắm. Jean nói, em sẽ đi gặp. Em muốn làm thế nào? Tại sao không? Ánh mắt họ gặp nhau và hiểu nhau. Deschelet cũng là tình nhân của nàng. Người tình một đêm mà nàng chỉ nhớ mang máng, nhưng là không quên ai cả. Họ đều xếp hàng trong đầu nàng, trên các vị thánh trên lịch. Nếu điều đó làm anh buồn, nàng nói, ngượng ngùng. Lúc đó César trong cuộc tranh chấp ngắn ngủi này đã dừng la hét rất lo lắng, quay về phía họ với một ánh mắt gian nài tuyệt vọng. Khiên răng, cam chịu đồng ý qua kẻ răng, giờ khắc ấy đối với họ mới dài làm sao. Cả hai người, với những ý nghĩ sâu xé mà họ không dám thú nhận, họ tựa vào ban công, rình rập người phụ nữ quay về. Có xa lắm không? Chỗ đó, để xe lé đấy. Không đâu, ở đường Rome, cách đây 2 bước, răng giận dữ trả lời. Và chàng cũng thấy rằng Fanny lâu về quá. Chàng cố gắng điềm tĩnh lại với phương châm tình yêu của ông kỹ sư. Không có ngày hôm sau và điệu bộ khinh miệt khi ông ta nghe nói về Sappho như một con đười xưa cũ trong đời sống tình ái của mình. Nhưng lòng kiêu hãnh của một người tình ở chàng nổi loạn, và chàng hầu như mong rằng Deschelet còn thấy nàng đẹp và đáng thèm muốn.
À, từ xe ba trận này cần phải mở lại mọi vết thương sao? Cuối cùng, chiếc áo choàng ngắn của Fanny đã xoay ở một góc đường. Nàng trở về rạng rỡ. Thế là xong, chú có tiền rồi. Số tiền 8.000 quan được bày trước mắt ông ta. Ông chú khóc vì vui mừng, muốn viết một biên nhận. Quy định tiền lãi, ngày trả tiền. Vô ích thôi chú à. Cháu không nêu ra tên chú. Người ta đã cho cháu mượn số tiền này. Chú chỉ nợ cháu thôi và nợ bao nhiêu lâu tùy thích. Những việc giúp đỡ tương tự, con à, xe trả lời đầy lòng biết ơn. Người ta sẽ trả chúng bằng tình bạn không bao giờ dứt. Và ở nhà ga, nơi Gosen tiễn ông để lần này chắc chắn là ông đã ra đi. Ông lặp lại nước mắt lưng tròng. Phụ nữ tuyệt vời, một kho báu, phải làm cho cô ấy hạnh phúc, cháu biết không? Răng vẫn rất giận vì chuyến phiêu lưu này có mùi xiềng xích ràng buộc chàng, vốn đã rất nặng rồi. Nay còn thích chặt hơn nữa và lẫn lộn với những điều mà tánh tế nhị bẩm sinh của chàng luôn giữ tách biệt, rõ ràng khỏi gia đình và mối quan hệ của chàng. Giờ đây Xê-xê cho tình nương chàng biết về công việc của ông ta, về đồn điền của ông ta và những tin tức về cả Castele, và Fanny phê phán sự ương ngạnh của ông lãnh sự trong việc trồng nho, nói về sức khỏe của mẹ chàng khi răng nổi giận về sự ân cần cũng như những lời khuyên không đúng chỗ. Chưa bao giờ nàng liên hệ đến sự giúp ích mà nàng đã làm, chẳng hạn hay những cuộc phiêu lưu xưa kia của Fena, những tật xấu của dòng họ ạt mang đi mà ông chú đã sổ tung trước mặt nàng. Chỉ một lần nàng dùng đó làm vũ khí trả đũa trong những tình huống như thế này. Họ từ trạm hát về và lên xe dưới trời mưa ở một trạm trên đại lộ. Cổ xe là một trong những chiếc xe cà tàng, chỉ chạy theo sau nửa đêm, di chuyển rất lâu, người thì ngủ gật và con vật thì lúc lắc chiếc kèn, trong khi họ trùm chăn chờ trong chiếc xe thê. Người xa ít già đang điều chỉnh lại chiếc roi ngựa, lặng lẽ đến gần cửa xe, ngậm dây thừng chảo trong răng và nói với Fanny bằng giọng dở dụng sặc sụa mùi rượu. Chào con, mạnh giỏi không? À con đấy à. Nàng rùng mình nhẹ và nén lại rất nhanh, nói thật khẽ với tình nhân. Cha em, cha nàng, kẻ trộm rau quả, đã tránh né nàng trong bộ sắc phục cũ, dính đầy bùn, còn nút kim loại đứt tung và để lộ ra dưới chiếc đèn ga trên vỉa hè, một bộ mặt phị ra bị rượu tàn phá, mà Gosen gỡ như tìm lại gương mặt nhìn như điều đặn và gợi cảm của Fanny đã bị tầm thường quá, và cặp mắt to đầy hưởng thụ của nàng, không bận tâm về người đàn ông đi theo con gái, và như thể không thấy chàng, bố Lê Khoan đưa ra những tin tức trong nhà. Bà già ở Necke từ 15 ngày nay, bà ấy dệt vải loại xấu, hay đến thăm mụ vào một ngày thứ năm, điều đó sẽ khiến mụ thêm can đảm. Cha thì may thai, chiếc xe rất vững chắc, quật roi ngựa vững vàng, dây roi còn tốt, chỉ là việc kinh doanh không chạy lắm. Không à, mặc kệ, chào tạm biệt con nhé. Họ siết tay nhau thân ái. Chiếc xe thuê ra đi. Này, anh có nghĩ là... Fanny thì thầm và ngay lập tức nàng nói dài dòng về gia đình mình. Điều mà nàng luôn tránh né, thật xấu xa, thật hèn hạ. Nhưng bây giờ người ta biết nhau rõ hơn, người ta không còn giấu giếm nhau gì nữa. Nàng sinh ra ở Moulin-en-Anglais. Từ người cha này, một lính Long kỵ binh ngày xưa, đánh xe từ Paris đến Châtillon, và mẹ là một bà giúp việc ở quán trọ, giữa hai chầu rượu ở quầy tính tiền. Nàng không biết mặt mẹ, đã chết khi lâm bồn. Chỉ là những người chủ trạm xe là người tử tế, buộc người cha phải nhìn nhận cô bé và trả tiền tháng cho vú nuôi. Ông ta không dám từ chối vì ông ta nợ nhà này một số tiền lớn. Và khi Fanny 4 tuổi thì ông ta mang cô bé theo xe như một con chó nhỏ, nhốt ở trên cao dưới tấm vải bạc. Nàng thích lăn lộn qua những con đường như thế, thay ăn sang những ngọn đèn bão chạy dọc hai bên đường, làm cho lưng những con vật bốc khói và hổn hển, ngủ gà ngủ gật trong bóng tối, trong gió lạnh và nghe tiếng nhạc ngựa reo. Nhưng bố lực răng mệt mỏi nhanh chóng vì phải làm cha, dù không tốn kém bao nhiêu nhưng cũng phải nuôi. May mà con bé hỉ mũi chưa sạch ấy. Rồi cô bé làm phiền ông ta khi ông ta muốn cưới người vợ quá của một ông làm giường, mà ông ta vẫn liếc trộm những chiếc chuông hình chữ gan, những cái bắp cải xếp hàng vuông vức trên lộ trình của ông ta. Lúc ấy nàng có cảm giác rất rõ là cha nàng muốn bỏ rơi nàng. Đó là ý nghĩa cố định của một kẻ say rượu, muốn dứt bỏ đứa trẻ bằng mọi giá. Và nếu bà quá, bà mẹ tử tế ma sơn không bảo bọc cô bé.